sai rồi, con biết lỗi của mình rồi, con xin ba tha lỗi cho con. Ba. Giờ thì tính thế nào? Ba ơi, ba hãy đánh con đi, đánh con đi ba, con xin ba. Kể từ giờ phút này, ba không còn là ba của mày. Kể từ hôm đám cưới, tao dắt tay mày giao cho nàng ta. Kể từ giờ phút đó, mày đã rời xa đầu tay của cha mẹ mày rồi. Và kể từ hôm nay, mày đừng gọi tao là ba nữa. Và ta cũng không còn coi mày là con của tao nữa. Cái chỗ mà thường tới là chỗ nào? Thôi chỗ nào? Thế làm gì? Có một chỗ mà bà thường tới đó. Tôi có lỗi đúng, tôi đã sai, tôi không biết cách dạy con đúng. Không biết kiếp trước tôi làm lỗi gì, mà bây giờ con của tôi không đứa nào ra hồn. Phải lỗi tại ông đâu, vì số phận của tôi. Tất cả là tại tôi. Tôi không biết cách nuôi dạy con tới nơi tới chốn. Tôi đặt hết tin tưởng vào con đại ngươi. Ngày đi theo chồng, tôi rất mừng. Tôi tưởng nó sẽ được hạnh phúc và được sung sướng. Tôi rất tự hào về đó. Đi đâu tôi cũng kể chuyện về nó. Vậy mà tại sao, tại sao nó phá lòng tin của tôi chứ? Rồi bây giờ nó sẽ sống ra sao? Nó sống bằng cách nào đây? Ngoại tình, chồng bỏ, làm sao nó dám ngẩng mặt lên để sống với đời? Tất cả là tại tôi, tại tôi hết. Trời ơi, tại tôi. Anh, thôi em cũng nhớ anh nhiều lắm, thiệt mà. Tối nay chắc là anh không gặp em được. Anh đang làm việc ở công ty nè, chắc là tới khuya mới xong lận. Gì á? Chủ nhật cũng đi làm hả? Sao không được nghỉ? Thì anh nói như vậy rồi anh còn biết làm gì bây giờ. Anh phải chịu thôi. Bây giờ em thành phải ở nhà trộn nước tương với cơm ăn thôi. Không, em ở nhà thôi. Ở nhà thôi thiệt. Ở nhà nhiều việc lắm. Trời ơi, bận túi mặt túi mũi luôn đó. Khác mình gặp nhau ha. Bye bye anh.
Ba ơi, ba có sao không ba? Ba ơi ba. Ba ngất ra giữa chung cư vậy đó, con không biết sao nữa. Ba ơi có sao không ba? Ông ơi sao kỳ vậy nè? Ông ơi ông. Vào đi. Nè em nói thiệt nha, em thích hát karaoke hơn là vô mấy chỗ này. Trời ơi. Thành biết đó là gì không? Gì anh? Biểu hiện của tôi già. Anh mới nói gì? Ý anh nói anh là thanh niên mà sống lâu năm. Không. Bây giờ anh Nhân với Thanh vô trước đi, em gọi điện thoại xong anh vô sau. Nhanh đó nha. Vô nha. Đi. Đang đâu vậy? Em đang ở nhà chứ còn ở đâu nữa. Vậy anh đang ở đâu? Anh đang đi với mấy người trong công ty. Định là hôm nay về sớm anh sẽ ghé thăm em một chút. Nhưng mà chắc là tình hình này là khó rồi. Anh sẽ về trễ đó. Đúng rồi. Anh ơi, anh đừng có về sớm nha. Đang chơi với bạn mà bỏ về sớm là người ta nghĩ xấu về mình đó. Nghe chưa? Chú em ở nhà bây giờ em đang bận lắm. Đang mới vô mạng coi đồ mà. Ôi, bận lắm. Anh ơi. Alo. Ủa anh có nghe em nói không? Alo. Anh ơi. Anh ơi em xin anh đứng lại, anh nghe em giải thích đã. Anh ơi. Anh không muốn nghe em nói nữa. Tại sao em cứ nói dối anh? Em nói là em yêu anh mà. Em yêu anh thiệt mà. Thì tại sao em cứ nói dối anh? Em xin lỗi, em đã nói dối anh. Em hứa với anh từ lần sau em sẽ không nói dối anh nữa. Em cũng sẽ không làm cái việc này nữa, em xin lỗi anh. Anh không muốn nghe lời xin lỗi từ em nữa. Tại sao em cứ nói dối anh? Anh quá thất vọng vì em. Mở miệng ra là em cứ nói dối anh. Vậy mà anh cứ nghĩ gì anh em sẽ thay đổi. Em không hề thay đổi chút nào hết. Em vẫn tiếp tục làm công việc này. Em đừng nói gì nữa, anh nhức đầu lắm rồi. Nhưng ít ra thì anh cũng phải nghe em giải thích đã chứ. Anh tưởng anh hay lắm hả? Nếu như mà anh yêu em dù chỉ một chút thôi thì lẽ ra anh không nên nổi giận như vậy. Anh phải nghe em giải thích đầu đuôi đã chứ. Em cũng muốn sống thiệt tốt vậy. Em cũng muốn cho anh nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp nhất của em. Nhưng mà bán hàng qua mạng anh tưởng đơn giản lắm hả? Không có tiền thì làm sao mua được hàng hóa? Em không có một đồng tiết kiệm nào hết, cũng không ai cho em một đồng xu nào hết. Vậy thì anh nói em phải làm sao? Em phải đi làm thêm để em kiếm tiền em mua hàng. Em không muốn cho anh thất vọng. Em không muốn cho anh nổi giận. Cho nên em đã không nói với anh chuyện này. Vậy mà anh còn nói là em không hề thay đổi. Em đang cố gắng từng ngày từng giờ em thay đổi vì anh. Em cố gắng làm vừa lòng anh. Vậy mà anh còn nói em như vậy nữa. Em xin lỗi đã làm cho anh thất vọng. Nhưng nếu mà anh chỉ có thể nói được như vậy thôi thì chuyện của mình kết thúc. Mình chia tay nhau tại đây đi.
con là yêu đương mù quáng không nhìn thấy gì hết. Nghe con nói nè, cô gái đó sẽ làm tàn đời con đó, nghe chưa? Không hợp với con đâu, đừng có suy nghĩ nhiều, nghe không? Anh không muốn cho anh nổi giận nên em đã không nói với anh chuyện này. Nhưng mà anh còn nói là em không hề thay đổi. Em đang cố gắng từng ngày từng giờ em thay đổi vì anh, em cố gắng làm vừa lòng anh. Vậy mà anh còn nói em như vậy nữa. Em xin lỗi đã làm cho anh thất vọng. Nhưng nếu mà anh chỉ có thể nói được như vậy thôi, mình chia tay nhau tại đây đi. Anh ơi, cho xuống cái đầu hẻm đó nha. À quên, anh cứ đi thẳng tới cuối đường, dừng ở trước cái chung cư đó nha, cho em xuống ở đó. Xin lỗi. Nha, thật lòng thì em chỉ muốn kiếm một ít tiền để làm vốn, rồi sau đó là kinh doanh qua mạng để làm cho anh vui thôi mà. Anh tha thứ cho em nha. Chỉ một lần này thôi đó, sau này cho dù có lý do gì em cũng không được nói dối anh, biết chưa? Biết rồi. Mà hồi nãy anh cũng có lỗi chứ bộ, chưa gì đã làm làm người ta sợ luôn chứ. Anh có biết được khi mà anh nổi giận anh làm sợ lắm không? Sợ. Tôi sợ. Hồi nãy anh không thấy người em run cầm cập lên hả? Mà nè, đây là lần đầu tiên mà em bỏ qua cho, chứ không có lần thứ hai đâu nghe chưa? Những cô gái đẹp chỉ có thể bỏ qua cho một lần thôi, đó chưa? Có chuyện này mình phải quy định với nhau và sau này không được nhắc tới. Chuyện gì? Thì chuyện chia tay, lời nói đó không được dùng một cách tùy tiện. Nó dùng để nói lời sau cùng, và chỉ một lần duy nhất thôi. Nhưng mà với em, hồi nãy là quyết định sau cùng đó. Không được. Từ bây giờ em phải hứa đi, sau này không được nhắc tới câu đó nữa. Hứa. Ừ. Anh, anh đói quá, mình đi ăn cái gì được không? Cũng được. Ủa mà nè, hôm nay em không cần phải điểm danh hả? Rồi con cõng ổng về tới nhà luôn hả?
Dạ, về đến nhà luôn á. Trời ơi, mẹ chán ghê luôn vậy đó. Một cái người to tê như vậy, cao lớn như vậy, mà con cõng cả lên cái tấm lưng của con, lỡ mà nó gãy xương sống thì sao đây con? Thiệt ở nhà, đứng cái chỗ lông gà, nhiều khi mẹ cũng dám nhờ con phủi mấy cái con bụi đi, tại vì mẹ sợ con bị gãy tay, sợ con bị trầy xước. Vậy mà con nghĩ sao con cõng cả một cái con người gần 100 kg vậy mà đi về nhà là sao con? Thì tại vì lúc đó tình huống nguy kịch quá, con đâu có làm lơ được, cho nên con phải cõng thôi chứ giờ. Bao nhiêu số điện thoại? 113, 114, 115. Còn cần thiết thì đi gọi điện về nhà ổng. Cả một cái tiểu đoàn đó rồi đi lên nó rinh ổng về. Mắc mớ gì mà phải tới con đã vậy còn vừa cõng vừa chạy nữa. Con đâu có chạy đâu. Tại vì lúc đó con muốn chạy cũng đâu có chạy nổi. Mẹ ơi. Thôi đừng có đánh trống lảng nữa, mẹ mệt quá. Nhà của AK á, mà không có đáp ứng được những cái điều mà mẹ yêu cầu á, là mẹ sẽ không có cho kết hôn với mẹ. Mẹ nói thiệt với con á, những cái món mà mẹ yêu cầu á, dạ, nhà mình á, mà mua một trong số những món đó còn muốn chết chứ đừng nói gia đình bên đó. Đó người ta gọi là tuyệt chiêu của mẹ đó. Con biết sao không? Tại vì mẹ không muốn sau này ta trách móc mình. Mình sống mình phải có trước có sau, đừng để ai nói mình là được rồi. Vậy là mẹ làm khó người ta đúng không? Ừ. Chủ đích của mẹ mà. Cái đó người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Người ta bày mưu với mình thì mình phải tính kế với người ta. Con hiểu không? Bây giờ á là nó đã giăng bẫy cho con, để cho con sụp bẫy, thì mẹ phải nghĩ ra một cái điều gì đó để cho mà cho họ tự sụp bẫy vào cái bẫy của họ. Cái này người ta kêu bằng cái chiêu là, gọi là chiêu gì ta? Tức là họ bị chứ không phải là cái chiêu. Họ bị là tự lấy cái gậy đập lên cái lưng của mình. Mẹ nói thiệt với con nè, con biết là người ta hâm sao không? Người ta hâm á là người ta sẽ lôi con ra ánh sáng khi mà con đã trở thành một ông chánh án gì, chánh án gọi là nổi tiếng rồi, quang minh rồi. Lôi con ra, họ sẽ cho mọi người thấy cái xấu xa của con, cái sự mà con rơi con rớt của con, rồi đồng thời đưa con lên báo chí, đài phát thanh, truyền hình. Họ cố tình, họ nói họ sẽ khủng bố con đến khi nào mà con cảm thấy con bị hoảng loạn, con bị ức chế, rồi con sợ hãi quá, con bỏ xứ người, con chạy vô rừng, con đu dây, con ở trong giếng khỉ. Trời, họ nói vậy thiệt đó hả mẹ? Phần sau là mẹ chế. Ồ. Còn họ nói phần đầu thôi. Mẹ sợ quá. Ôi mày nghĩ tới cái cảnh đó mày sợ những cái giấc mơ đó quá. Mày sợ lắm luôn á. Chưa. Nói nghe. Dạ. Sao mày nhìn cái mặt con mày thấy cái chữ ham hố trên trán con á, có không? Con ham lấy vợ lắm đúng không? Con ham kết hôn lắm đúng không? Ừ. Dẹp đi nha. Đừng có mà giỡn mặt với mẹ nghe chưa? Ăn đi. Dạ. Ăn hết cái dĩa đu đủ này đi rồi đi vô học. Mẹ ăn mẹ, món này ngon quá. Cái gì vậy con? Mẹ ơi. Mẹ ơi, con muốn đám cưới mẹ. Cái gì? Con nói cái gì? Cho con lấy vợ mẹ. Trời ơi. Tuấn Anh à, dạo này con bị ai nhập á. Con lèm bèm, con lảm nhảm, con nói hoài à. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói nè. Mẹ cho phép con kết hôn đi mẹ. Tại vì con làm thì con phải chịu trách nhiệm chứ. Với lại người xưa người ta có câu là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ mà mẹ. Mẹ lạy con nghe, mẹ đang rất là nổi điên ha. Đừng bao giờ con nói văn nói chữ với mẹ nữa. Mẹ đề nghị con nói hết sức là xúc tích thôi. Mẹ ơi mẹ, thật sự mà nói á, nếu mà bản thân của con không ra gì á thì con đâu có thể trở thành chánh án tốt được, đúng không mẹ? Mà chẳng lẽ mẹ muốn con trở thành một thằng đàn ông hèn nhát hay sao? Dám làm mà không dám chịu. Vậy đâu có được đâu.
Sự thật mà nói thì bây giờ con cũng chưa có đủ tự tin để sống cuộc sống hôn nhân. Nhưng mà mẹ ơi, trước mắt á, mẹ cho con kết hôn nha mẹ. Cho phép con nha mẹ. Con buông tay mẹ ra đi. Mẹ, mẹ cho phép con kết hôn trước đi, rồi từ từ tính sau nha. Alo. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ đây là nhà của Phạm Hoa. Dạ tôi là mẹ vợ Phạm Hoa. Tôi là Hồ Thị Na. Dạ gì? Tên gì? Gáo. Tên gì ngồi? Đây đây con, đưa con. Alo. Tên gì ngồi? À được rồi, cúp máy chút xíu. Đây đây được rồi, rồi gọi lại nghe. Gì vậy? Má, sao tự nhiên má cúp máy vậy? Thì chút xíu nữa ta gọi lại. Con sao? Trời ơi má, nhà là nhà của con. Trời ơi má biết cái gì mà má bắt máy. Rồi có chuyện gì sao? Thiệt á, má làm những cái chuyện tức chết luôn á. Chết gì mày còn sống sờ sờ đó, cái lúc nào cũng tức chết. Chút xíu Hoa nó ở nhà ta kêu lại. Cho tôi xin nói chuyện với ông Phạm Hoa. Chuyện gì vậy má? Dạ, hồi nãy có cái cậu gì tên cậu Gáo nói là cháu của Hoa. Để mà nói chuyện tôi cúp máy, tôi nói chút gọi lại. Mấy gia đình của Hoa thiệt hay à. À, con cháu Hoa, bà con vậy đó, đặt gáo, lon, chiếu, mền hay gì đó, giống như cái hàng sáng vậy đó. Tôi không có điện thoại mà tôi cựu chết luôn. Má vô đây làm chi đây? Mẹ vợ nói chuyện với con rể. Thôi. Không cần nói chuyện. Má, chồng con là coi như là bệnh cả đêm mới có ăn được mấy miếng cháo à. Má đừng có chọc tức ông nữa. Đi ra. Chọc tức tức là má tức đây nè. Má tức cái con mụ kia kìa. Con mụ đó nó khuấy rối cả gia đình mình hết. Bây giờ đó, má ra lệnh không gả con A Ca nữa. Gả nó về nó sẽ đau khổ thôi. Mà thằng chồng mày cũng sẽ chết liền tay. Mày mới nói gì kỳ vậy? Chứ nó tức quá nó chết chứ còn gì nữa. Má này. Hả? Thật lòng thì con không muốn nói chuyện này với má. Thôi con đừng nói. Nhưng mà con buộc lòng phải nói má. Vậy nói đi má nghe. Nói. Má thấy đó. Hiện nay gia đình con đang xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp. Phức tạp tao rối luôn mà. Cho nên sự có mặt của má trong gia đình này cũng giống như xả súng vô đầu con vậy. Ê trời ơi. Thôi tao... má về quê đi. Hoa. Nói gì kỳ vậy? Má đâu có đi lính đâu mà xả súng vô con. Hoa, bình tĩnh. Tôi chừng nó bị cái gì đó. Thôi, má đi ra. Má không có súng mà nó nói má xả súng vô nó. Biết rồi. Đi ra. Má kỳ quá. Chồng con cũng buồn, thiếu điều sắp chết đến nơi. Mà má còn chọc tức ông nữa. Con thấy vậy đủ rồi đó. Không có đi về quê đi má. Về quê sao được mà về quê? Cái chuyện này mới là cái chuyện lớn. Còn cái chuyện mà chồng mày là làm cái chuyện nhỏ. Tao không có để yên cho cái con mụ này đâu. Tao nhớ là tao gặp rồi. Mà tao nói bà chối. Tao đã từng đi nấu ăn cho nhà giàu. À đúng rồi. Bả rồi. Gì vậy? Tao nói thiệt với mày, cái đầu óc của bà Hồ Thị Na này đâu có phải là thông minh tầm thường. Thông minh dữ lắm. Không bao giờ đầu óc của bà Hồ Thị Na này rỉ xét. Bây giờ tao đi. Mới đi đâu hả? Đi về quê hả? Không, chuyện về quê để từ từ. Tao đi con chuyện của tao. Tấm lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn. Khi ta đứng nhìn một đàn con thơ. Con thơ chứ con xin gì? Anh này thiệt. Biết thì hát, không biết thì làm ơn làm phước đi.
Tại sao tôi làm cái gì em cũng leo vô vậy? Túp leo lý tưởng đó ta xây bằng... Trời ơi, mình giỏi thiệt, chính xác luôn. Dạ. Dạ chào bà. Dạ bà tới đây làm cái gì vậy? À, tôi có chuyện tôi mới tới. À, chứ tôi thì bận rộn lắm, tôi không có rảnh đâu. À, tôi cũng rất là bận thưa bà. Nếu như á mà bà đến đây để mà nói về chuyện con AK, cái con cứng đầu đó, thì xin lỗi bà, mời bà về, tại vì tôi kẹt đếm tiền. Tôi biết rồi, tôi không có nói chuyện về con AK đâu. Mà tôi muốn cô nhìn tôi đi. Dạ sao? Nhìn cho kỹ đi. Dạ sao? Không nhớ tôi hả? Trời ơi, có gì đâu mà phải nhìn. Trời, nghe giọng của bà thôi là đã biết bà là bà ngoại của con cứng đầu đó rồi. Biết rồi. Nhưng mà tôi gặp cô, tôi muốn nói về cái làng Phú Quý kìa. Cô Nguyễn Thị Mái, có phải cô là người ở nhà ông Hoành không? Con với bác đi cà. Cà phê. À, cậu đứng lâu nhà nha, tôi ra tôi nói chuyện với cô Mái chút. Đi lo làm việc của mình đi, đừng có mà quan tâm để ý. Mái? Ai là Mái? Không lẽ bà Kim là Mái? Hai cái sao nó khác xa quá mà. Một trời một vực. Cô Mái nè. Dạ. Bác gọi con là Kim nghe bác. Ừ. À, hồi đó cô thông minh nhanh nhẹn lắm. Mà nghe đồn là có một con mẹ nào đó làm cho nhà ông chủ Quỳnh đó, bán quán đâu đây nè, là cô đó hả? Không ngờ bây giờ tụi mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Vậy cô vẫn còn đi bán quán gì? Dạ không, cháu làm công nhân xí nghiệp. Công nhân? Dạ, mà làm công nhân xí nghiệp á cực quá. Hồi đó Tuấn Anh nó còn nhỏ á bác. Công nhân thì phải làm ca đêm liên tục. Cháu xin nghỉ. Rồi có một thời gian á thì cháu đi phụ người ta rửa chén với lại chạy bàn. Hồi xưa đó cô là một cái người nổi tiếng xinh đẹp. Đó, cho nên phải lòng á con của cậu chủ Quỳnh, nên hai người mới dắt tay nhau bỏ trốn đi tìm nơi khác sanh sống. Rồi người ta mới lùng sục, ta đem con người ta về, ta nhốt luôn ở trong nhà, nhốt luôn trong phòng, có phải vậy không? Phải không? Dạ đúng rồi. Mà đâu phải là lôi con mình con trai người ta đâu bác. Ừ. Cháu không bị lôi. Trời, nhớ lại nói thiệt với bác á, nhục hơn con chó nữa. Trời ơi, tội nghiệp khổ cuộc đời quá em. Cho nên là lúc đó là người ta có thương quá mà. Dạ. Người ta đánh, người ta đập. Rồi người ta, tôi chứng kiến mà rứt tóc luôn. Trời ơi, bây giờ tôi nhớ lại cái tự nhiên tôi muốn rửa gốc luôn vậy đó. Trời, bác biết cái lúc đó đó, cháu yếu lắm. Người yếu nhớt à. Ừ. Mà nắm từng búi tóc thì giật. Rồi tóc mọc lên được cọng nào giật cọng đó. Tội không? Bây giờ mỗi lần mà thời tiết mà trở trời á là cháu bị nhức đầu. Ừ. Nhức chịu không nổi. Mà lúc đó mà cái thai nó không xảy, hay quá ha. Trời phải có mắt chứ. Mà nhờ vậy đó, nhờ cái ân đức đó mà cháu sống được cho tới giờ phút này đó bác. Ừ. Ồ, rồi nghe nói cậu chủ bị tai nạn giao thông chết. Rồi người ta vẫn lùng sục để người ta đem cháu người ta về để nối dõi. Cô biết chuyện đó chứ gì? Dạ biết. Chính vì vậy mà cháu sợ lắm bác. Cháu hồi hộp lắm. Ừ. Cháu thất thỏm lắm bác. Cháu chung chui chung nhủi. Bác biết hả? Dọn nhà liên tục. Mà dọn là dọn ban đêm chứ đâu có dám dọn ban ngày bác. Vẫn kia trong mắt cháu con là đứa trẻ. Vẫn biết trong mắt cha con mãi bé bồng. Cho dù đã lớn bước trên đường đời, cho dù đã biết khóc khi dại khờ, xin cha
hãy tin con, để trái tim dần bước con đi. Mong cha biết con yêu cha thật nhiều. Mong cha biết con thương cha nhiều lắm. Một mình cha mang bao suy tư, một mình cha mang bao âu lo, để lại hết những niềm vui có trong cuộc đời.